Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức đáng chú ý diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Sáng ngày 31 tháng 3, huyện Xín Mần đã tổ chức tổng duyệt toàn bộ nội dung chương trình lễ meeting kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện, mùng 1 tháng 4 năm 1965, mùng 1 tháng 4 2015 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Trong lễ meeting kỷ niệm được tổ chức vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 4 tại sân vận động huyện, gồm các nội dung màn diễu hành biểu dương lực lượng của 39 đoàn đến từ khối các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã thị trấn trong huyện. Tiếp đó là màn đồng diễn chào mừng của hơn 600 em học sinh đến từ các trường học tập trung của huyện. Màn đồng diễn gồm có 3 chương: chương 1 Xuân về trên mảnh đất miền Tây, chương 2 Xín Mần hội nhập và phát triển, chương 3 Chung tay xây dựng quê hương Xín Mần giàu đẹp văn minh. Tại buổi lễ kỷ niệm, huyện Xín Mần dự kiến sẽ đón trên 400 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện bạn và các đồng chí lãnh đạo của huyện Xín Mần qua các thời kỳ đến dự và chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của huyện Xín Mần, tổ chức lễ meeting kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất là dịp để ghi nhận chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế và tôn vinh các thế hệ đã đóng góp xây dựng và phát triển của huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, buổi lễ meeting kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Xín Mần sẽ diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp. Trước đó, tối ngày 30 tháng 3, huyện Xín Mần đã tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tới dự và cổ vũ cho hội thi có các đồng chí lãnh đạo huyện Xín Mần cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện. Tham gia hội thi có 19 đoàn đến từ các xã thị trấn trong huyện. Hội văn nghệ của các đoàn đã đem đến hội thi nhiều tiết mục văn nghệ hay, đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt có nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như tiết mục múa gậy đồng xu, múa khèn của đồng bào người dân tộc Mông, múa cấp sắc của dân tộc Dao. Qua hội thi cho thấy, các diễn viên không chuyên đến từ các xã thị trấn, họ không chỉ giỏi lao động sản xuất, công tác mà còn có năng khiếu văn nghệ. Vì vậy, các tiết mục văn nghệ được thể hiện rất hay, tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện. Ngày 30 tháng 3, huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, ông Mai Trọng Giao, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy được nghỉ chế độ hưu trí. Bà Nguyễn Thị Lam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy, thôi tham gia Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy đến nhận công tác tại huyện ủy Bắc Quang, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Bắc Quang. Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư huyện ủy Bắc Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí nhận quyết định lần này. Trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa mong muốn, dù là nghỉ chế độ hay nhận công tác mới, các đồng chí được nhận quyết định tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng huyện Bắc Quang ngày càng giàu đẹp. Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ vừa tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2015 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Chí Thâm. Phiên họp đã đánh giá công tác chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ đã tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn xây dựng kế hoạch vui xuân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, giữ gìn truyền thống văn hóa của các dân tộc. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện gieo trồng được 3.113 ha ngô vụ đông xuân, 175 ha cây dược liệu tại 5 hợp tác xã, cung ứng trên 39.000 kg ngô lai và trên 67.000 bao phân bón hóa học. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 23,9% kế hoạch giao. Các ngân hàng tiếp tục triển khai các nguồn vốn cho vay, lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được thực hiện tốt. Tại phiên họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận, đánh giá, phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong quý 1, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong quý 2 năm 2015. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ Nguyễn Chí Thâm đề nghị các cơ quan ban ngành tiếp tục chỉ đạo nhân dân gieo trồng, chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ đông xuân và vụ mùa, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống cháy rừng và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015. Hoàn thành và phê duyệt dự án phát triển nâng cao giá trị sản phẩm hồng không hạt, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xã Đông Hà xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt việc tổ chức thi chuyển lớp, chuyển cấp các bậc học, duy trì tốt chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là trong thời gian chuyển mùa, phối hợp làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình công tác nhằm nắm bắt tình hình và đôn đốc các xã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngày 28 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường đã có buổi làm việc tại xã Xin Cái. Qua kiểm tra tại một số thôn bản và chợ trung tâm xã cho thấy, tình hình kinh tế của xã phát triển ổn định và chuyển dịch đúng hướng. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhân dân trong xã đã chủ động sản xuất vụ xuân hè theo kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã và tuyến biên giới ổn định, đường biên cột mốc được giữ vững. Các chương trình chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời đến người dân. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành lập danh sách các hộ nghèo, theo dõi và giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân cách làm ăn, phát triển kinh tế phù hợp với từng điều kiện các hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường mong muốn trong thời gian tới, xã Xin Cái tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quản lý tốt vấn đề người dân đi lao động tự do. Trong xây dựng nông thôn mới, cần ra soát các tiêu chí phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện trước. Thường xuyên theo dõi quản lý tốt tài chính, ngân sách xã. Xã Xin Cái tiếp tục phối hợp với đồn biên phòng Sampun tổ chức tuần tra kiểm tra đường biên cột mốc, theo dõi diễn biến tình hình trên tuyến biên giới, có biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền người dân hướng đi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có buổi làm việc tại xã Ngọc Long. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đóng trên địa bàn xã Ngọc Long. Qua nghe lãnh đạo các trường học báo cáo công tác giảng dạy chuyên môn của từng đơn vị cho thấy, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, giáo viên đã trả phép theo đúng quy định và công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường được thực hiện khẩn trương nghiêm túc. Đến nay, việc huy động học sinh đến trường cơ bản được đảm bảo. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 năm 2015 tại xã Ngọc Long cụ thể, về sản xuất nông nghiệp, xã đã chuẩn bị tốt các khâu như làm đất, giống, vật tư nông nghiệp, nên việc gieo cấy cây vụ đông xuân được đảm bảo theo đúng khung thời vụ. Giao thông nông thôn được tu sửa kịp thời. Công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được quan tâm chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Trong dịp Tết, xã đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhân dân. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh Hoàng Anh Tuấn đề nghị cấp ủy chính quyền xã Ngọc Long cần xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ theo từng tháng, quý, gắn với nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên phụ trách theo đầu điểm công việc, đẩy nhanh tiến độ trồng hoàn thành đối với diện tích cây lúa xuân, ngô chính vụ và trồng rừng năm 2015, làm tốt công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để huyện có cơ sở công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số như không sinh con thứ ba, tảo hôn, kết hôn cận huyết, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, chỉ đạo các hội đoàn thể có kế hoạch giúp đỡ cho những hộ có khả năng vươn lên thoát nghèo, quan tâm công tác giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình ở cơ sở, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị tại địa bàn. Thực hiện chương trình công tác đội và nhằm giáo dục cho các em học sinh lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ đi trước. Vừa qua, Liên đội trường Tiểu học A Đồng Văn đã tổ chức dâng hương và cho các em học sinh quét dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ tại thị trấn Đồng Văn. Hoạt động đã thu hút hơn 100 đội viên trường Tiểu học A Đồng Văn tham gia. Tại đây, các đội viên đã dọn vệ sinh, nhặt cỏ, chặt các bụi cây dại ở toàn bộ khuôn viên khu nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Đồng Văn. Thông qua hoạt động này đã giúp các em tưởng nhớ lại công ơn của các thế hệ đi trước, đã hy sinh để lại cho các em thừa hưởng hòa bình và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của Liên đội trường Tiểu học A Đồng Văn nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Những hoạt động thực tế như vậy sẽ giúp các em phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, dần ý thức được trách nhiệm bản thân, cố gắng phấn đấu học tập và làm việc sao cho xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. Đây cũng là hoạt động thường niên của trường Tiểu học A Đồng Văn nhằm chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp cho khu tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Đồng Văn. Sáng ngày 30 tháng 3, xã Ngam La, huyện Yên Minh tổ chức buổi ra quân thực hiện mở đường giao thông nông thôn tại thôn Tiến Hòa. Đây là công trình nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp của xã.
Thôn Tiến Hòa là một trong những thôn vùng sâu vùng xa của xã Ngam La. Đường giao thông chưa được đầu tư nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới đời sống của bà con nhân dân. Để cùng chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ngam La đã lên kế hoạch huy động bà con nhân dân của các thôn tiến hành tu sửa và mở rộng đoạn đường đi từ thôn Nà Sài, xã Mậu Duệ đến thôn Tiến Hòa và Ngam La của xã Ngam La. Sau buổi lễ ra quân, bà con nhân dân đã mở được 1 km đường đất, tu sửa và mở rộng thêm từ đường có chiều rộng 2m lên 3m. Dự kiến trong đợt ra quân lần này, xã sẽ huy động bà con nhân dân mở 4 km đường. Nhận thức được sự quan trọng của tuyến đường, bà con nhân dân hai thôn Tiến Hòa và Ngam La đã rất tích cực tham gia mở đường. Có nhiều hộ đã hiến đất để phục vụ việc san lấp và mở rộng tuyến đường. Con đường được mở ra nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán của bà con nhân dân. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua trên địa bàn huyện Bắc Mê đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Trong đó có cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ất, thôn Bản Lòng, xã Đường Âm. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ất cho biết, sau những tháng năm rèn luyện trong quân đội, năm 1980, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ất xuất ngũ trở về địa phương xây dựng gia đình. Năm 1982, ông bắt tay vào phát triển kinh tế. Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, không có vốn, ông vay tiền người thân. Ban đầu ông nuôi 2 con bò, 2 con lợn nái và gà vịt, tập trung khai phá ruộng. Đến năm 1992, gia đình ông được nhận giao đất trồng rừng. Với bản chất của người lính Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, ông Ất đã tự học hỏi, nghiên cứu qua sách báo và đi tham quan các mô hình làm kinh tế mang lại hiệu quả. Qua đó, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương để phát triển kinh tế gia đình mình. Từ sự chịu khó, lao động cần cù, vượt qua bao khó khăn thách thức đã đem lại cho ông sự thành công trong phát triển kinh tế, VAC và trồng rừng. Đến nay, gia đình ông đang có 1 trang trại tổng hợp với 2,5 hectare rừng trồng xoan, 3,5 hectare rừng trồng mỡ và 19 hectare đất trồng loại cây khác. Chăn nuôi 2 con bò, đào ao, thả nuôi cá các loại như cá chép, cá bỗng, mỗi năm cho thu hoạch từ 5 đến 6 triệu đồng một năm. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi lợn và các loại gia cầm khác như gà, vịt. Hàng năm, sau khi trừ các chi phí, gia đình ông Nguyễn Xuân Ất có thu nhập từ 55 đến 60 triệu đồng. Với điều kiện kinh tế ổn định, giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống và nuôi 3 con ăn học thành tài. Gia đình tôi thì hàng năm thì có nhà từ phát triển, tức là về sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế gồm có tức là chăn nuôi và phát triển rừng, trồng rừng mỗi năm, tức là thu nhập từ 50 đến 60 triệu một năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ất còn là hội viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của hội. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Vận động người dân trong thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên có nhu cầu để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Với vai trò là chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Bản Lòng, ông thường xuyên vận động chi hội và hội viên trong thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Đất là một hội viên rất là gương mẫu trong các phong trào như là về công tác hội, thì cũng đồng chí cũng làm tốt công tác ở cơ sở. Cái thứ hai nữa là đồng chí cũng là một hội viên rất vận dụng về phát triển kinh tế của địa phương, về các như là chương trình trồng rừng này, VAC vườn ao chuồng, thì đồng chí cũng là làm tốt, đồng thời cũng là đồng chí cũng tuyên truyền vận động cho hội viên của trong chi hội là thực hiện theo. Đa số hiện nay ở đối với hội viên của chi cựu chiến binh của thôn Bản Lòng ấy, thì nói chung thì gia đình nào hội viên nào cũng có công trình mô hình trồng rừng, là từ phủ xanh đồi núi tộc, rồi là vườn ao chuồng. Phát huy tinh thần xung kích của một người lính, ông Nguyễn Xuân Ất, hội viên Hội cựu chiến binh xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, không chỉ hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, mà sau khi trở về địa phương, với cuộc sống đời thường, ông vẫn luôn phát huy tinh thần ấy để lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về mọi mặt để làm gương cho người dân trong thôn học tập và làm theo. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.